Công ty giờ loạn lắm mẹ. Sao chuyện quan trọng như thế chị không nói với tôi một câu? Thì tình hình cấp bách mà mẹ. Trong lúc con và anh Nghĩa ký giấy tờ mà bao nhiêu là cuộc điện thoại, từ quản lý, kế toán rồi đến nhân công, nên con phải làm gấp. Không phải thôi, toàn bộ tài sản của công ty bố chị chuyển giao cho chị rồi, chị muốn làm gì mà chả được, thậm chí là ném nó cho người ngoài. Mẹ, anh Nghĩa là con rể của bố mẹ, là chồng của con. Anh ấy không phải là người ngoài ạ. Chỉ có mẹ lúc nào cũng coi anh Nghĩa là người ngoài. Công ty bây giờ khó khăn lắm, bố con cũng vì áp lực mà ngã bệnh. Giờ chỉ có anh Nghĩa là cứu được Lan Hà thôi, con làm gì có lựa chọn nào khác ạ? Nếu bố chị tin tưởng thằng Nghĩa, sao bố chị không chuyển giao cho nó mà lại chuyển giao cho chị? Chị không thấy điều gì bất thường à?